vì sao không có huân chương kháng chiến chống Trung Quốc. Vào ngày 17 tháng 2 hàng năm, người dân Việt Nam đều kỷ niệm cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc vào năm 1979. Năm nay là lần kỷ niệm 45 năm cuộc chiến này. Vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đã cho quân tấn công đồng loạt dọc theo các tuyến biên giới phía Bắc của Việt Nam với mục đích theo họ tuyên truyền là dạy cho Việt Nam một bài học. Những ngày gần đây trên mạng xã hội và các diễn đàn chính trị nổi lên câu hỏi mà nhiều người dân Việt Nam vẫn thắc mắc. Tại sao có huân chương kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ nhưng lại không có huân chương kháng chiến chống quân Trung Quốc xâm lược? Ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm và Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Trần Từ Nguyên công luận cho rằng đây là việc cần có để mà tri ân những chiến sĩ Việt Nam anh dũng ngã xuống trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Nếu không, điều này là thiếu công bằng cho những người từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc cũng như chiến trường Campuchia. Giới quan sát cho rằng, từ sau Hội nghị Thành Đô vào năm 1990, sau khi Việt Nam và Trung Quốc bình đẳng hóa mối quan hệ, thì những cuộc chiến chống Trung Quốc không được nhắc lại nhiều nữa. Lý do hai đảng, hai nhà nước Việt Nam và Trung Quốc đã cam kết không nhắc lại quá khứ để xây đắp tình hữu nghị trong hiện tại và tương lai. Chính quyền Việt Nam đã xóa bỏ nội dung về cuộc chiến chống quân Trung Quốc xâm lược ra khỏi sách giáo khoa. Chính quyền không tổ chức các buổi lễ kỷ niệm chính thức, đồng thời cũng cấm luôn các buổi lễ kỷ niệm tự phát của dân về cuộc chiến chống quân Trung Quốc xâm lược. Giới quan sát cho rằng lãnh đạo Việt Nam từ nhiều năm trước đây đã có sự chỉ đạo thống nhất từ trên xuống dưới, yêu cầu báo chí, truyền thông không được đề cập tới vấn đề nhạy cảm này để làm vừa lòng người láng giềng phương Bắc. Người dân Việt Nam trong lần kỷ niệm 37 năm cuộc chiến biên giới năm 1979 tại Hà Nội. Giáo sư Thayen thuộc Học viện Quốc phòng Úc nói với Đài Á Châu Tự Do khi được hỏi về thái độ im lặng này của chính quyền Việt Nam. Ông cho biết, thực tế về cuộc chiến tranh này đã bị cắt bỏ khỏi danh sách lịch sử và khỏi những buổi lễ kỷ niệm phổ biến ở Việt Nam cho tới tận năm 2014. Tôi không nghĩ là bởi vì các lãnh đạo Việt Nam muốn giảm nhẹ tội trước quan hệ với Việt Nam. Bạn có thể tìm đến viện bảo tàng chiến tranh và không thấy có một trưng bày nào về cuộc chiến này với Trung Quốc. Điều đó nó còn là một lỗ đen, nhưng tất nhiên với hàng người dân Việt Nam mất người thân trong cuộc chiến thì cuộc chiến này đã, đang và mãi mãi còn tồn tại. Trung Quốc đã đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974, chiếm đảo Gạc Ma vào năm 1988. Hiện nay Trung Quốc vẫn từng ngày, từng giờ gây sức ép đối với chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa. Tình hình căng thẳng tại khu vực Bãi Thư Chính, nơi có một trữ lượng dầu khí rất lớn thuộc chủ quyền của Việt Nam. Vậy mà, ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn coi ban lãnh đạo Trung Quốc là đồng chí tốt, anh em tốt, bạn bè tốt, coi trọng hơn quyền lợi của quốc gia, của dân tộc. Điều đó cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam xem trọng Trung Quốc hơn là trung thành với Tổ quốc. Nghiêm trọng hơn, những dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 hàng năm, truyền thông nhà nước Việt Nam chỉ nhắc tới thương binh liệt sĩ của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, mà hoàn toàn làm lơ những liệt sĩ, thương binh đã đổ máu trong cuộc chiến tranh chống Trung Quốc xâm lược. Đã khiến cho công luận đặt câu hỏi rằng, phải chăng các thương binh liệt sĩ trong cuộc chiến chống Trung Quốc đã bị chính quyền lãng quên? Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Bắc Kinh vào tháng 11 năm 2023. Việc Việt Nam và Hoa Kỳ đã nâng cấp mối quan hệ ngoại giao lên mức đối tác chiến lược toàn diện là quyền của ban lãnh đạo Việt Nam. Hà cớ gì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phải nhắc nhở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm Bắc Kinh rằng không được để cho phương Tây xen vào mối quan hệ của chúng ta. Điều đáng nói là mối quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước khác phải được đặt trên nền tảng của sự bình đẳng, tôn trọng và sự độc lập chủ quyền cũng như sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Không thể chấp nhận các biểu hiện nước lớn lấn át như mà cách lãnh đạo Trung Quốc đang thể hiện. Không thể chấp nhận cách thực sự sử dụng mệnh lệnh ép buộc trong đối thoại trao đổi của lãnh đạo Bắc Kinh đối với các lãnh đạo đồng cấp Việt Nam như Trung Quốc yêu cầu, Việt Nam phải, vân vân. Đối với số đông người Việt Nam, đó là một sự sỉ nhục với Việt Nam, một quốc gia độc lập
có chủ quyền. Lãnh đạo đất nước không thể nhún nhường quá mức trước Trung Quốc. Đừng quên Lý Thường Kiệt đã khẳng định sông núi nước Nam, vua Nam ở, hay Trần Bình Trọng đã thề rằng thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao không có huân chương kháng chiến chống Trung Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Chính sách ngoại giao đu dây, Việt Nam một lần nữa phải trả giá. Chính sách ngoại giao của Việt Nam từ nhiều năm qua vẫn duy trì theo kiểu nước đôi. Một mặt thì dựa vào Hoa Kỳ và phương Tây phát triển kinh tế. Mặt khác vẫn dựa vào Trung Quốc và Nga để bảo vệ chế độ độc tài. Chính sách này đã khiến Việt Nam phải trả giá không chỉ một lần. Đài tiếng nói Hoa Kỳ vào ngày 12 tháng 2 dẫn tin từ một hãng tin quốc tế cho biết Paul và Machiner đã thắng kiện Petro Việt Nam. Theo đó, nhà sản xuất thiết bị điện của Nga là hãng Power Machiner thuộc sở hữu của tỷ phú Alexei Modakhov đã thắng kiện công ty dầu khí nhà nước Petro Việt Nam. Bản tin trên đài tiếng nói VOA. Theo hãng tin quốc tế, nhật báo EBC của Nga dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết tập đoàn Power Machiner đã thắng kiện vào tháng 11 năm 2023 với khoản tiền thắng kiện 500 triệu đô la. Tuy nhiên, các điều khoản của quyết định này được giữ bí mật và không bên nào có thể tiết lộ trong giai đoạn này. Vẫn theo hãng tin quốc tế, hồ sơ của tòa án Nga cho thấy Power Machiner cũng đệ đơn kiện Petro Việt Nam tại Nga lên tòa án tại Moscow vào ngày 2 tháng 2. Qua tìm hiểu, phóng viên của Thời báo.de được biết Power Machiner là một công ty của Liên bang Nga chuyên sản xuất động cơ tuabin cho các nhà máy phát điện. Vụ kiện của hãng Power Machiner được đệ trình tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore để đòi lại khoản chi phí mà hãng này đã bỏ ra khi thi công xây dựng nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 cho Việt Nam từ những năm 2010. Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 nằm tại xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Dự án được Bộ Công Thương phê duyệt với quy mô công suất thiết kế khoảng 4.400 MW. Tức là gần gấp đôi công suất của nhà máy thủy điện Hòa Bình. Dự án này đã chính thức dừng lại vào tháng 1 năm 2019 vì Power Machiner bị Mỹ áp đặt lệnh cấm vận trực tiếp sau khi Nga chiếm Crimea vào năm 2014 của Ukraine. Đài Á Châu Tự Do cho biết nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng có công suất bước đầu là 1.200 MW do liên doanh giữa Power Machiner và Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, một đơn vị thành viên của PVN, là tổng thầu EPC với tổng giá trị hợp đồng là 1,2 tỷ đô la. Power Machiner muốn rút khỏi dự án nên đã kiến nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giải quyết chấm dứt hợp đồng thiết kế, mua sắm, xây dựng. Lý do là Power Machiner đã bị Mỹ cấm vận nên khó có thể tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký kết dù dự án đã hoàn thành được gần 78%. Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 đang dở dang. Được biết vào tháng 2 năm 2019, Power Machiner thông báo dừng hợp đồng với lý do bất khả kháng, nhưng phía Việt Nam không chấp nhận. Đến tháng 9 năm 2019, Power Machiner đã gửi thư thông báo khởi kiện Trung tâm Trọng tài Quốc tế tại Singapore. Nhà báo Lê Nguyễn Hưng Trà, một nguồn thạo tin đã tiết lộ trên trang Facebook cá nhân, cho biết như sau. Nhiệt điện Long Phú 1 được chính phủ giao cho PVN làm chủ đầu tư từ năm 2010. Liên doanh tổng thầu là Power Machiner với tổng mức ban đầu đầu tư khoảng 29.500 tỷ. Nhưng sau 9 năm, dự án đã đội vốn lên 41.200 tỷ. Thời điểm Power Machiner thông báo chấm dứt thực hiện hợp đồng do nhiều trở ngại bất khả kháng, dự án đã triển khai được khoảng 78% và ngừng cho đến nay. Theo các hãng thông tấn của Nga, thì phía Việt Nam ban đầu phớt lờ các cuộc đàm phán ở cấp chính phủ, buộc Power Machiner phải đưa vấn đề ra tòa. Quá trình phân xử rất phức tạp và kéo dài. Theo giới quan sát, việc Power Machiner thắng kiện Việt Nam đã đánh dấu chiến thắng công khai đầu tiên của một công ty thuộc Liên bang Nga kể từ khi Mỹ áp dụng các biện pháp cấm vận mới với Nga liên quan đến các việc Nga xâm chiếm Crimea từ Ukraine
cũng như cuộc xâm lược Ukraine của Nga hiện nay. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Biden tại Hà Nội vào tháng 9 năm 2023. Tập đoàn Power Machiner đã làm ăn với Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ trước, với nhiều công trình nổi tiếng như Thủy điện Thác Bà, Nhiệt điện Uông Bí, Phả Lại, Thủy điện Trị An, Hòa Bình. Sau năm 2000, Power Machiner tiếp tục tham gia thực hiện các thủy điện như Gia Lai, Cần Đơn, Sê San Ba, Nhiệt điện Uông Bí. Vẫn theo nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà tiết lộ, trong nhiều kỳ họp Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên có hứa với các đại biểu ở Sóc Trăng sau khi có phán quyết của trọng tài quốc tế, PVN sẽ đưa ra phương án chính thức tiếp tục triển khai nhiệt điện Long Phú 1. Cũng xin nhắc lại, chính sách đối ngoại của ban lãnh đạo Việt Nam với phương châm tất cả đều là bạn, hay còn gọi là chính sách ngoại giao đu dây. Việc chính sách đối ngoại không nhất quán chính là lý do khiến Việt Nam phải trả giá 500 triệu đô la cho đối tác là một công ty của Nga trong dự án nhiệt điện Long Phú 1. Đây là thêm một ví dụ nữa cho thấy Việt Nam đã chọn phe thì cần chọn duy nhất một bên, chứ không thể đu dây hay ngoại giao hai hàng. Vì rõ ràng Việt Nam có được tiếng không phân biệt đối tác, nhưng dứt khoát không có miếng về kinh tế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Chính sách ngoại giao đu dây, Việt Nam một lần nữa phải trả giá. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.